mưa gió hơi vất vả. Có mở cửa không anh, mở cho. Sợ quá. Không, không mở được. Và nút trong cặp quần. Vứt lên ghế lá anh được. Anh vứt ghế lá lên, con này vứt đằng sau con sóc đi rung hết. Cho vào trong đúng không? Vâng. Nặng thật đấy. Nặng đấy, hai mấy cân. Ok à, nhá. Em đi thẳng tới từ ngã ba em rẽ luôn. Vâng. Cứ đi thẳng hãng. Vâng, cảm ơn. Hết cái đường vừa sau cũng nhá. Vâng. Bye bye nhá. Okay. Em thấy có đẹp không cả, mong đợi không? Đẹp hơn, mong đợi quá. Đấy, xuống đây nó sáng hơn đúng không? À, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL. Và hôm nay có bạn Tuấn Anh ở trên cầu Giấy Hà Nội các bác nhá. À, bạn xuống xem Crown 316. Và em cũng nói sẽ đẹp hơn cả nữa. Sự mong đợi, xin mời tất cả các bác cùng Cao GBL đi vào chi tiết cục Crown 3006. Nguồn vàng tem nhôm đời đầu theo ý nguyện của tất cả các bác dân chơi đó nhé. Em quay mà không khoác được lên hết cái vẻ sáng của cái dòng này. Thế cho nên là vừa xem nhạc vừa quay này. Chơi xuân các bác nhá. 1-2 triệu không giải quyết vấn đề gì, vấn đề cái đồ các bác sẽ được như ý đó. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và xin cảm ơn Tuấn Anh rất nhiều đã qua bên Cao GBL và ủng hộ bên cửa hàng các bác nhá. Thank you các bác, hẹn các bác clip gần nhất của lô 3006 đẹp xuất sắc từ trước đến nay. Và các bác đừng quên hãy cho em Cao một like nhá.
bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like. Xin chào các bác trở lại với kênh Cao GBL. Hôm nay có một cục QSC VLX 3032 xin gửi tới anh Sơn ở Tham City Hà Nội các bác nhá. Các bác xem tình trạng qua về cục QSC sản sinh công suất 550W ở 8 ohm các bác nhá, và 900W ở 4 ohm ở một đôi full đơn tầm bát 40 thì em nó sẽ nuốt chửng các bác nhá. Tiếng cực kỳ chi tiết, và đợt trước em cũng đã cung cấp rất nhiều gửi đến tất cả các bác. Em sẽ quay chi tiết để gửi tới anh Sơn cũng như tất cả các bác. Ruột gan em này em cũng đã mở rồi các bác nhá. Make in ở USA. Đấy là cái sản phẩm lên đường, và tiện clip thì em cũng sẽ gửi tới tất cả các bác về hình ảnh. Nhạc lên tí đi ạ. Một trong những dòng mà rất vừa tiền để cho các bác chơi cả full đơn cũng như loa bô, loa bốt, đó là QSC PLX 3032. Nhân tiện đây thì em cũng review sản phẩm luôn, đó là 5mg mà từ trước đến nay chưa bao giờ có một lô crown nào đẹp xuất sắc, tem nhôm nguồn vàng đời đầu các bác nhá. Nhân tiện đây em cũng quay cho nó để các bác sau này nữa phải bảo em bóc máy nữa. Đời đầu mà em nó đẹp xuất sắc thế này thì các bác biết là đó, em nào cũng như em nào các bác nhá. Cuộc tình buồn vì ngày đó, mặt mũi thì sắc lét luôn. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh. Xuất sắc luôn. Đó. Đợi người đi trắng về. Tiếp tục. Quên mất câu thề. Cái càng của bên đó nó rất là to. Còn đang rõ xa, giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đã cả tháng trong hồn em cho đời xót xa, vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng đi cà phê. Em nào cũng như em nào các bác nhá, xuất sắc luôn. Và duy nhất có một em đột biến, nếu bác nào thích chơi độc lạ bình thường như cục này, nó là màu trắng các bác thấy không, đây hoàn toàn vàng đấy. Và cái gông của quạt bác nhìn thấy chưa, đột biến này. Tất cả tụ vương liệu, sò vương liệu các bác nhá. Đó. Tất cả đều tụ vương liệu, sò vương liệu, đây các bác nhìn này, ở dưới này nhá, đó chứ không phải là trên nhá. Đó, có một cái các bác chắc từ hồi em bán cửa ra chưa bao giờ nhìn thấy đó. Bác nào quan tâm thì hãy alo em Cao, toàn bộ nguồn vàng tem nhôm quả trắng bốp đó. Một lần nữa em Cao xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Bác nào cần thì hãy alo em Cao để cho kiểm duy nhất còn lại 5 cục các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều.